Rồi, chào tất cả anh em. Nay lại làm tiếp tục tùm lum tà la nha, hàng pin. Đó, rồi hàng điện 220V. Rồi, như vậy thôi, bắt đầu vô từng món. Rồi. Đầu tiên một cây Hiti nha. 22V. Có than hai chức năng. Búa thường điều tắc đảo chiều phun thường búa ha. Trời đang mưa ha. Làm nhanh rồi thân máy bà, hồi nãy hồi lỡ làm như thế này kệ nó ra còn chạy không chắc còn Rồi. Hôm nay hai cho con à. Nha anh em nha. Rồi. Thân máy số 1. Để nhẹ nhàng cho anh em với giá là 9 tỷ. Số 1 900. Anh em mua hàng đọc đúng số giúp mình nha. Rồi. Số 2. Là một cây bắn keo silicon. Đó. Rồi, cục pin này không có sạc nha, pin của nó không có sạc. Ở đây gì có sạc thử. Thân máy vỏ pin nha, mọi chức năng ok. Đây là nút an toàn, không bấm không chạy. Nó ra ha. Rồi, chức năng là gạt ở đây hết. Đi ngắt khoảng. Ha. Nói chung nhiều chức năng lắm. Anh em về là biết mà. Pin quẳng còn lên hai đèn. Hai đèn mờ mờ. Rồi. Thân máy pin nha, pin không bao không có sạc, không có bao không biết gì hết nha. Rồi. Thân máy pin. Ngày 14V. Rồi. Để anh em với giá là 700. Máy pin 700. Mã số 2 700. Tất cả hình thức thanh toán là anh em cũng như vậy nha. Chuyển khoản đủ anh em nhận hàng thanh toán phí ship. Rồi. Số 3. Để lấy nguồn truyền thống thôi. Số 3 là một cây chạy nhá. 14.4V Kinko. Này của X-Man đây nè. Rồi 14.4V. Của nào á? Tiếng Nhật không à? Đọc cũng được. Tiếng Việt chưa đọc được tiếng Nhật. Nhưng mà lúc nổ đọc tốt lắm. Rồi cộng trừ đâu? Có thui trời. Quá cấm tào lao á. Cái cộng trừ đâu rồi? Cái cộng đây quá. Nó thui xuống mà vậy sao mà thấy đường. Rồi cộng cái này đi. Kệ nó. Đuôi kệ nó. Chứ không test thì sao ai mua, ai dám mua. Không test thì ai dám mua anh em nha. Đuôi kệ nó. Rồi. Rung nha. Bài bản. Ống thổi bụi vào đây. Đó. Thắng rồi đó mà. Anh em về chuyển đế Makita hốt 14.4 nha. Chuyển đế ra là anh em xài 18 được hết, 14, 18 thì cũng xài như muốn à. Rồi.
số 3. Để anh em có giá là 3,5 thân máy. Anh em mua hàng gặp đúng số với mình được. Hình thức thanh toán là chuyển khoản đủ mặt hàng, phần còn lại thanh toán phí ship là xong nha. Rồi số 3. À, 3,5. Số 4. Cây 3 chức năng của Makita 12V thân vỏ. Dừa tóc đảo chiều. Này là full hết nha, không búa luôn. Mỗi khi nó làm này nó hơi chặt ruột nên anh em thông cảm. Búa 1, búa 2 nha. Cấp trượt cái nữa rồi. Tù hẳn ra, không biết cấp trượt. À, rồi, full. Thắng đã chưa được tóc ngọt, đầu không kẹt. Rồi, thân máy vỏ pin, để anh em có giá là 410.000. Mã này là mã số 4, 410.000. Tất cả hình thức thanh toán là chuyển khoản đủ, nhận hàng thanh toán phí ship là xong nha. Mình cho ra rẻ thì cứ ship cho anh em luôn. Số 4. 410.000. Rồi số 5 là một cái mài, cái cắt mini của nào đó không biết nha. Lấy ngoài bãi 12V đó. Nó có giắc sạc đây nè. Rồi bỏ vô xe thôi. Chạy ngon lắm. Rồi có đèn báo luôn à, ok cũng ghê luôn à, mini, gọi là mini. Rồi cái thằng này á, thằng đỏ đỏ này anh em kéo lên đó, kéo lên là ta thay cái nút chốt Lovix để anh em tặng cho anh em cái lục giác để anh em mở lưỡi thay lưỡi nha. Đó. Ok chưa, quá ok còn gì nữa. Rồi này là gọi là thay chốt Lovix á, giữ cái lưỡi á nha, để mở lưỡi thay lưỡi á, rồi khó lại là chạy kéo lên rồi vô. Đó. Pin này pin cũ không bao được, máy thì mới nha. Rồi sao đây à. Rồi không bao pin nha, mình đi xài tải ngon rồi, mà mình thay tánh mình cẩn thận là nói trừ hao thôi chứ còn pin cũng xài tốt hết á. Rồi số 5. Máy pin sạc adapter sử dụng điện 220V nha. 4 xì. Đồng nghĩa với 400.000. Mua về là biết xài thôi. Pin ngon đó, nhưng mà tánh mình là pin cũ rồi. Mình không có dám bao. Cho nên mình nói cẩn thận cho máy nè, nè, lên nè. Rồi. 400 ở số 5. Số 6, cục pin đầu quát nha. Nó hơi răng nhẹ đây nè. Chỗ nào đâu cũng thấy đâu. Có chút răng à, đây nè, đây nè. Nha. Anh đi nhỏ chút 502 vô. Rồi nhỏ chút bột cưa hay là tàn nhang hay là tàn thuốc gì cũng được. Rồi cái xịt thêm lần nữa là cứ ngắt. Mà không xịt cũng chẳng sao. Nha. Pin này còn 3 chấm luôn, không có sạc, không có biết không có sạc để test cục pin này nha. 3 xị, pin mình chiến luôn. Nó ghi chữ David đâu rồi gì đây nè. Bên đó nó phá David biết không nè.
Rồi, nhiễm cầu thủ quá anh em ơi. Xuống luôn. Rồi, 300 cục pin là mã số 6. Số 7 boss nha. À 4.18V. Cục pin đầu quát cũng 18V nha. Nhầm. Không nói, quên nói. Rồi 18V boss luôn, cũng 500. Hai có hai cục, mã số 7 pin boss. 500 một cục. Chung là 500 hai cục anh em nha. Rồi. Xong cái phần ấy rồi. Sát cơ kiếm nha, sát cơ kiếm nha, test rồi. Hồi bữa là mình chưa test, bữa nay test rồi, bởi vì đế nó về nha, là mình test rồi. 150 không chạy nha, không chạy, test không chạy mà cũng chưa mở ra mà sửa chữa gì trong đó, nó còn nguyên nguyên đai nguyên kiện như vậy nha, ngoại hình đẹp đấy, gọi là test rồi không chạy, bán sát không có sửa đi sửa lại gì hết, còn đầu cổ là mình lựa nha. Đấy rồi, 150 to rõ lớn, thà đeo một lần đeo còn hơn mang nhiều cái đén. Rồi mã này là mã số 8, 150 đồng nghĩa là 150.000 cộng thêm ba chữ Việt Nam đồng nữa, gớm vậy đó. Rồi số 8, 150. Số 9 làm cây Ryobi nha, đầu bao lát, đồ bao cứng chứ không bao lát, nó trong đầu cứng, mình muốn bao cái gì anh em hiểu nhầm, muốn bao gì muốn bao à. Búa đập pin thân máy 3.5, sạc điện 100V nha, pin sạc 400 nữa, là chọn bộ này là 7.5, máy pin sạc, sạc điện 100V nha. Giờ mình ghi là ghi máy pin sạc đấy, à, mình ghi máy pin sạc. Mặt đi vô, con cháu này đi. Tích. Rồi mình ghi chọn bộ là máy pin sạc, mạch zin nha. Đó. Nước pin này đóng lại chưa lâu rồi, nhớ nữa, nhưng mà xài tốt nha, cục pin này ế lâu năm mà giấu rồi. Rồi mã số 9, mã số 10, mã số 9 máy pin sạc 7.5, lấy thằng máy không 3.5, pin sạc 400, lấy máy lấy pin sạc được, chứ là không lấy pin sạc không nha, rồi máy để cho ai nha. Lấy máy mới ưu tiên pin sạc, còn không không lấy máy thì không bán pin sạc. Rồi mã số 9 7.5 rồi luôn, khô máu cho anh em luôn á. Máy khô mài góc Makita, ngoại hình long lanh như tô bánh canh, nó đẹp truyền thống, nó đẹp đẹp quốc gia luôn nha. Rồi bây giờ rồi để cờ gắn vô lõi, báo lõi xuống cờ lên, máy êm, rút pin, nhét pin không chạy, rồi xuống rồi. Cái này cây này lấy giá hơi chát nha, 1.020.000 chát, mình chát lại với anh em, mày có 20.000 là anh em làm ăn được được ha, 1.020.000 nha. Thân máy không, thân máy không pin sạc đó, số 10 phải không? Rồi số 10 1.020.000
1020. Chơi đẹp chiến thắng với anh em luôn á. Rồi, một cây không thang TB141. 4 chức năng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mơ. Thắng ở chưa được tóc ngọt. Đèn đốm lên, pin báo có. Bàn phím ok, hai cấp. Con, con thường. Con búa. Rồi. Một, bắn mít cá búa. Hai, ba. Cò rất nhạy. Nhìn thấy không? Tết cái cò cỡ đó cho nên biết. Thấy không? Rồi bắn mít cá búa. Búa đạp. Ngọt hình thì dễ nhìn thôi nè. Nước bàn phím là không cày không trộn luôn à. Nhìn nguyên bản, nhìn từ A tới Á luôn. Nhìn từ A tới Z luôn ha. Đầu thì bao lắc. Bao cứng luôn chứ đừng có bao lắc. Bao lắc lắc mới gọi là bao. Nó dẫn cái đầu cứng anh em nha. Tem ok. Nhưng mà cái vỏ hơi đánh chút nha. Cầu su á. Thân máy 18V không thang, 4 chức năng, chiều 250, cũng sát luôn. Móc treo báo gắn, không báo không gắn. Rồi, số 11, chiều 250 thân máy. Là một cái đèn cốt nha, 5 tia 1, 2, 3, 4 cái lô cốt nữa nha, cái lỗ lô cốt nữa là 5 là 5 nha, tính tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5. Rồi hàng là tem còn ok luôn nha. Đó, hàng là dinh đét đẹp luôn, chữ nhật luôn. Nè, thấy không? Thấy không? Đó, chữ nhật luôn. Đó, đó. Rồi, cái gì nữa? Open gì đây? Open là gì? À, chữ Mỹ không à? Chữ Mỹ có, chữ Nhật có. Mỹ Nhật thôi, nha. Rồi. Lên tia. Nó báo lỗi là bởi vì mình không có để bằng. Ha. Tia đâu? 2 tia, 3 tia. Nói chung là 5 tia nha. Nó báo lỗi, cầm lên nó báo lỗi nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. À, tay mình đổi ra là 4 nè ha. 2 nè. 3 nè. 4 nè ha. Rồi. Còn tia này nữa. Tia này nằm đâu đây? Đây. Đó. Đủ tia, là 5 tia. Rồi. Thì sao nữa? Tắt. Cầm lên nó báo lỗi bởi vì nó không có mặt bằng á. Rồi. Mấy miếng kính này là ok, mắt miếng kính anh nè. Cái miếng ấy anh em về cắt miếng phim trắng gắn vô là xong, miếng trong á nha. Này thì trâu bò rồi. Có chữ nổi gì dưới này nữa nè, chữ gì? À, chữ Nhật. Chữ nó in chữ nổi luôn nè. Để nhòm hay để gan gì đó. Fu. Fukuya. Nè, Fukuya. Đúng không? Rồi. Em đã ra đi với giá là 680.000 nha. Chuyển khoản nhận hàng thanh toán phí ship là xong. Rồi, mã là mã số 12, 680. Cái tia đỏ là cái tia là cái như là thường thường là Nhật, bên Nhật là
máy chất lượng là tia đỏ, còn máy tia xanh đó, mấy cái hàng đó hàng hợp tác liên danh rồi thôi nha, đa số nó là chung trong phạm vi đa số nha. Rồi tia số 12 680.000 chơi đẹp luôn á nha, không đẹp không lấy tiền. Hàng đã qua sử dụng rồi, mất một cái tấm kính. Cái này có không có hay không có? Cái này gắn che bụi thôi, không có là không sao được. Hình như thế này không có sao nó, bởi vì nó có kính lúp ở trong. Có kính camera là xong rồi. Nha. Tạm thời cái này là mình không biết đây. Miếng kính hay không có mình không biết đây. Miếng kính này mất. Này, mất cái kính này nha. Còn ba đây đủ. Thì đó đơn giản với anh em rồi. Anh em không có cũng xài được, mà có cũng xài được. Rồi. Cưa. Nè, ốp ốp nè, ship nè. Ha. Cưa thử một cái coi. Đôi khi đù. Vớm không? Thằng này là Majin Japan. Cái lưỡi nó nè, giống như nó làm giống kiểu mẻ mẻ vậy đó. Một mẻ, hai mẻ, ba mẻ, bốn mẻ, năm mẻ, năm mẻ. À. Lưỡi dài là 24 xăng. Cán dài hơn lưỡi, cán tới 30 lận. Là tổng hết ra là 54 xăng. Xếp lại. Nha. 130.000 cho. Cưa mã số 13, 130. Mua hàng đọc đúng số là được. 130.000 cưa. Thằng này là Majin Taiwan, Đài Loan sản xuất. Nha, vỏ kiếm rồi đeo vô người rồi ha. Nha. Đó. Đây bà lưỡi đây, thay lưỡi đây. 140.000. Bản sao cũng được đó. Nha. 140.000. Ở đa chiều dài và chiều rộng, có hộp, có ấy đầy đủ. Lưỡi ba hết lưỡi là 34 xăng là tới đây đó, chắc tới đây cỡ 34 xăng hết cỡ rồi, hết cưa cả cán lẫn ấy là tính luôn công công quẹo quẹo chim bay là 92-93 xăng, 52-53 xăng, mắc rồi kém này sụp dữ rồi ta, 52-53 xăng. Rồi cái này không xếp nhưng mà bỏ vô trong này. Cắt thử cái coi. Cái này đi tới xương đó nè. À, này nó đi gớm lắm. Ồ. Rồi, 140.000 chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán phí ship. Mã số 14. 140.000. Cưa dài, cưa ngắn, cưa dài, cưa xếp. Rồi, tới hàng điện nha, tới hàng điện. Cái nào có quấn lại mình báo quấn lại, cái nào zin nó zin. Hai cưa quấn còn nhiêu zin? Hai cưa xích là quấn. Quấn chứ không phải là xài mạch cản nha. Anh em xài mạch cản anh em bỏ mạch cản vô nên anh em người ta bán 700-800 rồi nè. Hôm nay mình quấn từ Roto từ tới Sata luôn nha. Rồi một cái đục. Cốt 17 ly. Một máy một mũi đi kèm. Mua về chỉ biết sử dụng, không sửa chữa gì nữa hết. Điện 220, lưỡi này là không có ngày nhầm nhò gì hết. Đó, thay thang nó điều thôi. Nghe tiếng anh em nghe tiếng nó đập không? Rồi, một máy một mũi đi kèm 7.5 cho.
Rồi. Mã số 15. 7,5. Bao nhiêu công trình? Dinh điện 220V. Cây này cũng dinh điện 220V. Cái bao cũng dinh điện 220V. Còn hai cái cưa xích là quấn lại. Này cũng là gồm một máy một mũi đi kèm. Một máy một mũi đi kèm. Dinh 220W. Mã này là mã số 16, 900. Một cái bào. Dinh 220W. Nhẹ nhàng là đi với giá 6 xị. Tất cả hình thức thanh toán anh em chuyển khoản đủ nhận hàng thanh toán ship. Nha. Đồng nghĩa với là chuyển khoản cũng không bao ship nha. Đó. Anh em chuyển khoản khi mặt hàng nhận hàng thanh toán ship ra để cái đôi bên. Sáu xị. Mã này là mã số 17, 600.000 Việt Nam đồng. Mười tám là một cưa xích quấn lên điện 220V, từ 110 quấn lên 220V nha, không có xài mạch cản, quấn bằng roto và SATA. Thằng này là thương hiệu từ Singapore, Nhật sản xuất, ngăn búa của Nhật hết. Công suất nó 14A. Là một cái tương đương với 1.300W á. Này là bơm nhốt chủ động, bóp hay bơm nha. Đó. Răng là răng cái 6 là bao xịn xò như con bò ha. Đấy. Nhốt đổ đây, bóp nhốt tự động. Còn thằng Makita kia là nhất phục tự động. Thằng này 14A công suất lớn hơn kia một chút. Có thằng Makita kia một chút. Rồi, hốt. Rồi. Ok, cũng ghê chưa? Răng là không có mẻ răng nào nha. Để anh em với giá 1.250.000. Mã số 18, 1.250.000. Công suất là 14A. Chúng ta chưa ghi nữa. Rồi ghi rồi. Ghi rồi mà chứ. À, chưa ghi giống lại. 18. Chiều 250. Rồi, chốt hạ mã số 19. Quấn lại nha, từ 110 quấn lên 220W, không xài mạch cản nha. Đấy. Rồi. Thằng này là 770W nha. Làm nó còn kiếm lựa những cây chiến thằng mi quắn do ông quắn này đổ nợ ha. Này là phục nhớt tự động, còn kia là bóp chủ động, còn này là phục nhớt tự động, nhớt đổ vô đây là chơi. Thằng này 950.
đi theo công trình là đem theo anh em cắt khúc pha khúc đồ là nó giới thiệu cho anh em cho viền luôn. Rồi mã là mã số 19 chốt hạ, em đã đi với giá là 9 triệu, đồng nghĩa 900.000. Mã số 19. Rồi anh em mua gì thì ủng hộ nha, giá cả thì bao xài nha. Rồi anh em mua ủng hộ với ba video kia.